Con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa sân chờ sẵn. Hễ nghe ai nói không vừa ý là sân lên, kể cả mẹ của cháu cũng không chừa. La quát mắng nói những lời nói khó nghe. Thậm chí có những lần gặp con giải thích cho cháu nghe thì biết lỗi lúc đó và hứa sẽ sửa đổi. Nhưng chừng 4 hoặc 5 ngày là tái phạm. Cứ như thế mẹ của cháu rất đau khổ và nhờ con hỏi thầy có cách nào để làm cho cháu giảm bớt cơn nóng giận trong người lúc nào cũng trực sẵn. Cảm ơn thầy nhiều. Mẹ của cháu là người rất hiền hậu đảm đang và lúc nào cũng nghĩ và thương cháu. Giờ thầy có cách nào ngoài ướp nước đá? Có nhiều khi á mình cái người ta ở trong một cái môi trường, ở một cái môi trường mà làm cho người ta dễ nóng giận, và cái nóng giận đó người ta tưới tẩm nó mỗi ngày, như hồi nãy Pháp Hòa có thưa vậy đó. Cái nỗi buồn mình cứ tưới tẩm mỗi ngày. Cô Kiều á, cổ đi vô trong cái chỗ thanh minh á, cổ gặp những cái mã của người khác đạm tiên đồ mắc mới tới cổ vậy, mà cổ điên vòng cổ thấy cổ đọc cái cổ khóc sướt mướt theo. Mình tưới tẩm cái hạt giống đứt ruột đau khổ trong người mình. Ở đây cũng vậy, có nhiều khi một con người đó đã tưới tẩm quá nhiều cái hạt giống sân hận khổ đau. Bây giờ mình thay vì mình tìm cách mình đối trị á, thì mình phải chấp nhận ôm ấp người này như là một người con đau khổ của mình. Và chính mình cái sự ôm ấp họ, chấp nhận họ, và những lúc như vậy mình chỉ biết im lặng và chờ họ nguội, thì một lúc nào đó họ sẽ phản tỉnh. Bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà con người ai cũng có những cái mình phải tin. Đã con người có những cái nóng giận thì cũng phải có những lúc hiền lành, bằng chứng là khuyên thì biết lỗi được 4 5 ngày. Đó, như vậy là rõ ràng người này cũng có cái sự phục phục lỗi, phục lại cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà chưa được thuần thục lâu dài thôi. Và mình muốn đổ một người á, người ta đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi sự nhẫn nại. Thưa đại chúng á, đừng có nói con mình, thậm chí chồng mình, vợ mình, người mà mình quen mấy năm trời trước khi mình chấp nhận cưới, vậy mà về ở với nhau vẫn đau khổ như thường. Tại vì lúc gặp nhau trong 4 5 năm đó thấy toàn cái tốt không à. Người đó chỉ hiện ra những cái tốt cho mình thấy thôi. Và khi mình về sống chung rồi, bao nhiêu cái tật của người đó bắt đầu bây giờ nó xì ra. Rác mà 4 5 ngày đầu nó chưa hôi đâu. Chừng ngày thứ 6 thứ 7 nó bắt đầu bốc mùi. Rồi mình mua thùng sắt mình đẩy rồi lên, nó không hôi kiểu này nó hôi kiểu khác. Không lẽ giờ có rác không mở thùng ra bỏ vô, mà bỏ miếng rác mới thì lại ngửi cái miếng rác cũ. Cho nên không người nào mà không có thùng rác. Mà cái quan trọng là cái sự nhẫn nại của chúng ta chấp nhận người đó. Bởi vì chúng ta là cha là mẹ, là người thân mà chúng ta chưa chấp nhận được họ thì ai sẽ chấp nhận? Cho nên cái điều tiên quyết mình phải làm là ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và sự nhẫn nại của mình chính là cái nước đá, chính là những nhành dương nước tịnh để từ từ dập tắt cái lửa sân hận của người kia. Và mình biết người này sân hận như vậy, cho nên mình cố gắng giảm nói những gì mà làm cho người đó dễ nổi giận. Mình phải giúp người đó là một người đang bệnh, chứ không phải là họ là người khỏe đâu, họ là người đang bệnh. Mà đã là bệnh rồi thì dễ nổi quạo lắm. Cho nên mình biết họ phực lửa anytime, thì nhớ trong nhà chỗ nào có bình xăng dẹp cất bớt để lửa nó đừng phực. Hồi đó Pháp Hòa có nuôi một cái anh bệnh tâm thần 11 năm. Thì thầy viện chủ thầy đem cái anh này về, nhưng mà mình đệ tử trong chùa thì mình phải thay thầy chăm sóc. 11 năm trời Pháp Hòa theo đuổi nuôi một người bệnh tâm thần. Mỗi một lần mà ảnh lên cơn á là Pháp Hòa không có ngủ được, phải thức đi theo. Và giao trong chùa là phải đem cất hết.
Tại sợ nửa đêm mà ảnh bể bả làm sao. Mỗi một lần mà ảnh lên bệnh như vậy á, là ảnh bắt Pháp Hòa ngồi kế bên gãi lưng cho ngủ. Đi vệ sinh xong rồi không chùi rửa gì hết, Pháp Hòa là người vô chùi rửa. Rồi mỗi lúc ghẻ bệnh của ảnh lung tung trong phòng, trong nhà vệ sinh, ảnh đi tới đâu là Pháp Hòa phải đem thuốc tẩy vô tẩy tới đó. 11 năm trường như vậy, thuốc bệnh không uống, đem đổ trong cống hết. Rồi tới hồi mà nó nghẹt cống thục lên trở lại, thuốc của ảnh không. Ban đêm á, 5 giờ sáng, 5 giờ sáng giờ mình thức tụng kinh á, là giờ ảnh ăn buổi chiều, ảnh ăn chiều đó. Rồi là ảnh vô ảnh ngủ. Ngủ từ 6 giờ sáng ngủ cho tới 10 giờ đêm mình đi ngủ là ảnh thức, ảnh ăn điểm tâm. Ảnh thức từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng ăn 3 chập. Mà ăn xong là tô dĩa để đầy phòng hết. Rồi Pháp Hòa cứ chờ mỗi lần ảnh đi, thì Pháp Hòa mang bao tay vô, vô trong phòng rửa dọn chùi, rửa thay ra đồ cho ảnh. 11 năm như vậy. Đâu có bà con gì mình đâu, không có dính dáng gì hết á. Không? Nhưng mà thương thì phải chịu. Bây giờ con mình á, mình phải thương họ, họ là người bệnh. Bệnh tâm khổ hơn bệnh thân. Cái người bệnh tâm nó khổ lắm là tại vì họ không control được họ. Mà khi họ nói xong đôi lúc họ cũng hối hận chứ, nhưng mà giờ tự ái quá xin lỗi không được. Có nhiều người giận thì dễ mà kêu xin lỗi thì khó. Thôi thì bây giờ nói tóm lại, độ chúng sanh không phải dễ. Nội cái chúng sanh của chính mình đây nè, mà độ còn trầy di tróc dãy. Có lúc nó sân quá, mình biểu nó đừng sân nữa, nó không được. Tôi phải làm một trận cho ra lẹ. Lẽ đâu không thấy nó nát bét hết trơn. Thôi thì bây giờ tóm lại là như vậy. Quý vị cố gắng nhẫn nại, ôm ấp người đó, để người đó có cơ hội chuyển hóa. Và nếu quý vị tin vào sự mầu nhiệm của gia lực, quý vị mỗi ngày lấy một ly nước, gửi năng lượng từ bi của mình vô đó, rồi để đâu đó cho người đó uống. Mỗi ngày đều đặn như vậy, bằng cái tâm lực lành thiện của mình, sẽ có ngày mình chuyển được người đó. Phải tin cái đó. Kính xin Thầy giảng dạy cho chúng con câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Vị Phật tử còn viết là tai con có thể nghe chưa rõ hay có sai chính tả, mong Thầy hỷ xả cho. Dạ thưa, câu này không có sai. Câu này được trích ở trong kinh Lăng, xin lỗi, kinh Kim Cang. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng còn là một cư sĩ chưa được chính thức đi tu á, còn là một chú tiều phu đi đốn củi để bán nuôi mẹ già, thì một ngày nọ ngài đi ngang một cái nhà đó và nghe một ông cư sĩ nọ tụng kinh Kim Cang. Và khi tụng đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm này, thì Lục Tổ Huệ Năng lúc đó là một cư sĩ tiều phu đó, tự nhiên giác ngộ. Giác ngộ và đi vào nhà ông hỏi: ông tụng kinh gì mà hay thế? Thì ông cư sĩ kia nói rằng: tôi tụng kinh Kim Cang. Thì ngài mới hỏi: kinh này ở đâu có thể tìm được? Thì ông cư sĩ đó mới nói là ông phải tới chùa của Tổ Hoằng Nhẫn để ông cầu học được cái kinh này. Thì lúc đó ngài về, ngài thu dọn và ngài đi đến gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Huỳnh Mai ở Hà Bắc, Trung Quốc. Và khi mà gặp được Ngũ Tổ thì Ngũ Tổ mới giảng kinh này cho Lục Tổ nghe. Và khi mà nghe đến câu này, ngài ngộ và ngài thốt lên những cái lời nói của một người giác ngộ. Vậy thì nếu mà nói cái lịch sử nó dài dòng lắm, bây giờ mình chỉ giải quyết câu này thôi. Cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm này có cái gì mà làm cho ngài giác ngộ? Nếu mình dịch đó, là nên sinh cái tâm không có chỗ để trụ, để dính. Nên có cái tâm đó. Còn mình bây giờ là nhiều khi nó chưa kịp nữa là mình đã chạy tới mình dính nó rồi. Thường thường á, mình làm bất cứ việc gì là mình phải khởi làm, nhưng mà đừng trụ.
Thí dụ như thấy người đó cần giúp là mình tới giúp, là phải dính vô để giúp chứ. Nhưng mà giúp xong rồi thì đừng có trụ cái việc làm của mình vô đó. Có nhiều khi mình nói thử không có tay tôi coi nó làm được vậy không, thử không có tôi nhúng vô coi làm được không. Tức là mình làm thì ít nhưng mà cái chỗ trụ của mình nó quá nhiều. Và cái chỗ trụ của mình quá nhiều và chính mình trụ như vậy cho nên mình mới khổ. Còn cái người người ta giải thoát thanh nhàn là người ta làm tất cả mà người ta không thấy người ta làm gì cả. Cho nên người ta cũng tới tất cả mọi nơi mà người ta không, tâm người ta không dính mắc chỗ nào. Cái chỗ trụ ở đây muốn nói là đừng dính mắc. Cái thầy kia thấy cô nọ té ngoài sân, thầy tới thầy sóc cô này dậy, cô ẩm cô này, thậm chí thầy dở lên cô này trật chân, thầy bẻ chân lại cho cô này đàng hoàng, phải dìu vô trong phòng khách, thầy lấy nước cho uống, lấy thuốc cho uống, xong thầy đi ra thầy tỉnh bơ, thầy không có gì nữa hết, thầy về chùa thầy an lạc vô cùng. Nhưng mà cái ông sư đệ chỉ đứng bên cửa thấy sư huynh mình hành động như vậy thôi, buồn phiền sư huynh bao nhiêu ngày và nói sư huynh mình phạm giới là vì đã đụng vào thân thể của người nữ còn ẩm bồng cô đó nữa. Thì khi mà chịu không nổi thì tới ông sư huynh nói sư huynh mấy ngày nay em không vui là vì sư huynh làm việc đó. Thì người sư huynh trả lời sư đệ ơi, tôi đã để cô gái đó xuống rồi mà sao sư đệ còn ẩm cô vô tới đây. Nghĩa là cái nhiều khi cái người không làm chỉ thấy thôi mà cũng trụ cũng dính mắc, để rồi tự mình chuốc khổ đau lấy mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, ngày hôm nay á, quý vị tới chùa đây quý vị gặp khoảng 500 người đổ lại. Nhưng mà gặp hết tất cả mọi người mà có người nào mình để ý đâu. Tại sao? Vì họ không có gì đặc biệt để mình quan tâm đặc biệt hết. Cho nên mình thấy cảnh nhưng mình không có trụ. Nhưng mà nếu mà anh chàng đó anh thấy một cô gái nọ, anh để ý rồi là anh trụ cô đó rồi đó. Anh dính cô đó rồi thì bắt đầu anh hỏi có ai biết số phone cô đó không? Có ai biết nhà cửa cô đó ở đâu không? Cho nên á, cảnh thì rất nhiều nhưng mà khi mình không dính thì nó chỉ là cảnh mà nó không phải là trần. Một cái gì mà mình dính mắc mà để mình hệ lụy thì cái đó gọi là trần. Còn mình thấy tất cả mà không dính mắc gọi là cảnh. Cho nên ta kêu lục trần, lục cảnh. Thưa đại chúng là ví dụ như mình hay nói thói quen là lục căn, lục trần. Nói theo thói quen. Nhưng mà trường hợp người ta không dính thì sao gọi là trần được? Mình bây giờ quý vị thấy tất cả thì chỉ là cảnh thôi. Cái gì mình dính mới gọi là trần. Thí dụ như mình gặp cái cô đó rồi, mình thương cô đó, mình để ý cô đó, bắt đầu mình về mình làm thơ. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tức là cái cô đó là đối tượng để mình làm những bài thơ. Phải không? Để mình làm bài thơ. Có nhiều khi mình gặp xong rồi mình không biết làm thơ, nhưng mình nhớ đâu đó có câu người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Là mình, cái cô đó là gì? Là trần. Nếu mình gặp phớt, mình bình thường thì là cảnh. Nhớ thì mỗi ngày sáu căn của chúng ta vẫn tiếp với sáu cảnh, nhưng chúng ta không dính gì hết. Chúng ta không có gì để trụ. Cho nên chính cái chỗ này là chỗ thảnh thơi của người tu, chỗ giải thoát của người tu. Bây giờ mình, nếu thưa đại chúng là mỗi ngày chúng ta không thể không làm, vẫn phải ăn, nói, ngủ, nghỉ, làm hết tất cả việc. Nhưng mà nếu thử thời bây giờ người nào mình cũng dính, chuyện gì mình cũng dính, thì mình nghĩ trong tâm hồn mình khổ đau và nặng nề tới cỡ nào. Còn nếu như mình làm tất cả việc mà thấy mọi việc nó xong rồi là thôi. Thấy không? Cho nên các vị mà người ta thông dong, người ta đến đi như là những cái áng mây, như những làn gió, không có gì dính mắc. Câu này mà giảng thì rất là sâu sắc và có thể giảng cả buổi. Nhờ đây Pháp Hòa chỉ nói lượt thôi. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nhi sanh kỳ tâm là nên sanh bằng cái tâm. Tâm gì? Tâm là không có chỗ để mà trụ. Thấy sắc cũng không có gì để trụ. Tại sao không trụ? Tại sao không trụ? Bởi vì nó có thường đâu mà trụ. Thí dụ như mình thấy cô đó trẻ,
Nhưng 10 năm sau cô đã biến. Ví dụ giờ gặp một bác mà lớn tuổi ngồi đây, bây giờ 80 tuổi, bác này đã từng là gì? Một thời, một thời sắc nước hương trời và nghiêng thùng đổ gắm. Phải không? Nhưng mà cái sắc này vẫn thay đổi, vì chính nó thay đổi cho nên có gì để mình dính. Sắc cũng không có gì để mình dính, hương cũng không có gì để mình dính, thanh cũng không có gì để mình dính, vị cũng không có gì để mình dính. Ví dụ chiều nay quý vị ăn phở, quý vị khen ngon. Ngon là theo cái bữa phở hôm nay. Ngày mai có người nấu phở nó có cái hương vị khác. Nhờ nhiều hương vị cho nên tiệm phở mọc quá trời mà vẫn bán được như thường. Tại vì người thì người ăn món này, người ăn món kia. Cho nên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, năm lục cảnh đó, nó luôn luôn thay đổi. Nó luôn luôn thay đổi. Cho nên mình gặp một cái người đó mình khen, trời ơi bác, bây giờ bác lớn tuổi mà bác đẹp lão vậy, chắc hồi trẻ bác đẹp trai. Thành thử chữ trai với lão nó sát bên. Cho nên chính vì nó thay đổi cho nên không có gì để mà trụ. Đừng nói tâm con người mình cũng thay đổi, chứ đừng nói cảnh. Nay thương mai ghét, nay buồn mai giận, đổi lung tung. Cho nên nhà Phật mới kêu tu tâm. Tu tâm là phải biết tâm hiện khởi để chỉnh, để tu nó. Chứ không phải tu tâm là ở nhà mà kêu tu tâm. Có nhiều người nói tôi không có đi chùa, ăn chay gì hết. Tu tâm. Muốn tu tâm là phải biết tâm mình sao tu. Mà không hề rõ tâm mình thì chẳng tu tâm chút nào. Chẳng hạn người ta mắng mình, cái mình mắng lại, cái nó sao chị chửi nó làm chi, chứ tức quá mà không cho tôi chửi nó sao được. Cái đó không phải tu tâm. Người ta mắng mình mà tâm mình bị động rồi mình chửi theo thì mình bị động rồi, sao kêu tu được. Đâu phải dễ. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nên có cái tâm mà không chỗ trụ. Vì xưa nay tâm mình là thường hay trụ. Phải không? Tâm mình thường hay trụ, mà tâm mình là tâm thiên hình vạn trạng, thay đổi ào ào. Thương ghét, giận hờn, đủ thứ hết. Mình thương người nào dễ biết lắm. Nhẹ nhàng, quan tâm. Còn mình không ưa người nào dễ biết lắm. Ta hỏi nó đâu chứ ai biết. Hỏi tôi chi. Biết liền à. Xin thầy từ bi chỉ cho con phương pháp nào để con trị được cái bệnh hay hiện ra trong đầu con là tại sao tôi khổ thế này. Chà, cái này con bộ giống em ạ. À. Hồi chiều không lẽ giờ thầy thiệt thiện thấy vô thấy nói sư huynh ơi tới giờ rồi, ông nói trời ơi tại sao tôi khổ thế này. Giờ này còn cho chưa tôi chưa cho tôi nghỉ. Thưa đại chúng, nó ăn thua là mỗi ngày mình tưới tẩm. Ngày xưa có người ta có một cái hai cái nhà khoa học có người ta thử như thế này nè. Người ta lấy hai cây cà, người ta để rồi một bên á, là mỗi ngày cây cà nè ta phải nghe vô số lời mắng chửi. Và một cây cà bên này là nó nghe những lời tiếng nhạc, tiếng khen, tiếng êm dịu. Thì quả thật một thời gian sau thì cái cây cà mà được nghe, được tiếng nhạc êm dịu, được chăm sóc thì nó lớn lên, và cái cây cà mà mắng chửi nó mỗi ngày nó héo. Con người của mình á, mỗi ngày là do mình tưới tẩm. Tưới tẩm gì? Có nhiều khi á, có nhiều người có thói quen nha, ngồi kia. Tưới tẩm cái sự thở dài. Dù không có chuyện gì buồn nhưng mà nó thành một cái nghiệp, và mình cứ tưới tẩm cái gì đó buồn khổ trong con người mình. Cho nên á, mình tu á, là mình phải có chánh niệm để đừng tưới tẩm thêm cái hạt giống đó. Ai trong chúng ta cũng có những hạt giống khổ và những hạt giống vui. Mà bây giờ mình đã khổ nhiều mà mình cứ tưới hoài cái đó. Dù mà đa phần hãy buồn là nghe nhạc buồn à. Ít có ai mà buồn mà nghe nhạc vui lắm. Buồn là phải kiếm những bản nhạc nào mà nó đứt ruột, nó tha thiết, nó da diết. Mình nằm trên ghế salon mình quằn quại từ trên xuống dưới, rồi mình cấu nghiến, mình ôm đầu, mình bứt tóc, rồi nó hát tới đâu mà bứt tới đó. Thì cỡ như thầy Nhật Thiện mà hát còn gì nữa bứt.
Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó là cái tâm lý chung, là hễ mình buồn cái là phải kiếm những cái nhạc gì nó đúng với cái tâm trạng của mình. Cho nên cái đó là sầu càng thêm sầu. Hồi sáng này Pháp Hòa có hướng dẫn đại chúng ngồi thiền mà chúng ta quán chiếu là thở vào tôi khỏe, thở ra tôi an, thở vào tôi bình an, tôi là đám mây, đó là tưới tẩm đó. Mình làm trở lại khải tường mà. Hồi sáng mình nói chữ khải tường đó. Đừng bao giờ tưới tẩm những cái hạt giống khổ nữa, phải làm cho nó tươi tắn trở lại. Gọi là khải tường. Tường là tốt, lành. Mình phải khai mở cái điểm đó trở lại. Xưa nay mình buồn, mình sầu, mình rầu, mình khổ hoài. Cho nên quý vị thấy không, cô Kiều, cổ vô cổ đánh đàn là đánh toàn mấy bài đứt ruột. Nhưng sau khi mà cổ tỉnh ngộ rồi, cổ đàn những bài hay, thì Kim Trọng mới nói xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Hay là khổ tận đến ngày cam lai. Đó là những câu trong truyện Kiều. Khi mà cô Kiều cổ không còn đánh những bản nhạc đứt ruột đó nữa, cổ hát, cổ đờn những cái bản nhạc nghe vui, thì Kim Trọng xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Mình cũng vậy. Quý vị để ý hôm nào mà để trong tâm mình buồn khổ thôi, nó hiện lên nét mặt liền. Mà hôm nào mình vui nó cũng hiện lên nét liền. Cho nên người ta nhìn mình cặp mắt là người ta biết. Có nhiều khi mình cười rôn rã nhưng mắt mình không cười. Cho nên người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nó nói lên hết những cái tâm trạng của mình. Cái người mà người ta có cái nội tâm nhìn chiếu đó, người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái này là một hiện tượng mình tưới tẩm thôi, chứ không có thuốc gì đâu mà trị. Bây giờ cái thuốc trị hay nhất là cô mỗi tối cô ngồi thiền và cô tưới trở lại. Thở vào, tôi thật là vui vì tôi còn sống. Thở ra, tôi bình an. Thở vào, tôi còn đang sống đây, gia đình tôi còn đây. Mình tưới tẩm trở lại để mình thấy bao nhiêu cái hạnh phúc còn xung quanh mình. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi. Đường về cực lạc có xa lắm không thưa Thầy? Trời đất. Sao không hỏi ép minh tinh qua du thà có xa không? Em trả lời cho nghe. Nhưng mà thật sự câu hỏi rất hay. Đường về hôm nay tôi thui, mình mù cô không thấy tôi, cô đùng tôi cô nói tôi đuôi. Thưa đại chúng là Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tây phương đâu có xa cách. Mà nếu muốn nói xa, cách mười muôn ức cõi. Kinh Di Đà nói mà, cách mười muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Vậy thì bây giờ mười muôn ức cõi đó mình vượt nó bằng cách nào? Mười muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói là nếu chúng ta vượt được mười cái này, chúng ta sẽ có thấy Di Đà. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Người nào mà giảm cái đó cho tới hết thôi thì vượt được 10 muôn ức cõi. 10 muôn ức cõi mà Kinh Di Đà muốn nói tức là 10 cái căn bản phiền não này nè. Kinh Di Đà nói là cách 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Thôi bây giờ tham sân si ba căn bản thôi. Con người mà giảm được tham sân si là thấy có cực lạc không? À, rồi giảm nghi ngờ thôi là có cực lạc không? Trời ơi, nghi là khổ lắm. Nghi là một cái khổ. Nghi ngờ là một cái khổ. Tà kiến là một cái khổ. Chụp hình không dám chụp ba người. Mà bây giờ lỡ có ba người rồi chụp làm sao đây? Không lẽ nhìn coi có bà bầu nào kéo vô. Hỏi tại sao không dám chụp ba người? Tại sao không dám? Giải thích không được. Rồi cái bí quá cái nó chắc sợ tâm tai.
Bây giờ anh sợ tam tai phải không? Tôi chỉ cho anh cách vượt tam tai. Thay vì anh nghĩ tam tai là nạn nước, nạn lửa, nạn gió gì đó, bây giờ anh nghĩ tam đa: đa phước, đa lộc, đa thọ. Ba ông phước, lộc, thọ đứng quanh năm trong nhà mình mà có sao đâu, cũng là ba. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba. Mà sao ba người chụp hình không xui? Ba vị đó đứng, mình tới mình chụp hình chung với ba vị, quanh năm suốt tháng mình đi rồi ba vị vẫn đứng. Đừng có sợ ba, đừng có sợ chụp ba người. Ba người không là gì hết. Đó, mà sợ ba người là tà kiến. Chữ tà là gì? Là lệch. Tà là lệch lạc chứ không có gì hết. Chánh là ngay thẳng. Mình hiểu đúng gọi là chánh. Hiểu chế đúng và chánh, chánh tri kiến. Còn hiểu không đúng là tà tri kiến. Cái thấy biết của mình nó sai lệch. Bây giờ anh sợ ba phải không? Anh cộng bốn. À, không được, không được. Bốn dách gì xám xây. Tử, chết. Không được. Rồi bốn không được. Anh thứ năm anh nhảy vô cũng đẩy ra. Không được, không được. Hỏi tại sao? Ngũ quỷ. Rồi đưa thứ số sáu vô cũng không được. Hỏi tại sao? Lục tặc. Thứ bảy cũng không được. Tại sao? Thất tình. Rốt cuộc không có con số nào mình chịu hết. Ở trong những cái tiệm bán quà cáp cho người Trung Quốc, người Á Đông mình, người ta có làm một cái quan tài để làm quà tặng Tết. Ai dám mua không? Nhưng mà người ta tâm lý à, trên nắp quan tài để bốn chữ, từ hai chữ quan tài mà người ta phân chữ ra: thăng quan phát tài. Thế là hết sợ chữ quan tài. Xưa nay mình nghe quan tài mình sợ, nhưng giờ người ta phân chữ ra: thăng quan phát tài. Đó là do tâm mình sanh mà. Mình muốn nói cái gì cũng được hết á. Mình nói cái gì cũng được. Cho nên tà kiến là một loại đau khổ. Mà người có tà kiến rồi là không dám làm gì hết á. Mua vé máy bay cũng lựa ngày. Bữa hôm em qua đây là đúng ngay ngày thứ 6 13 nha. Em mà cử ngày đó là em đi thứ 7 à. Cho nên thưa đại chúng là tà kiến nghĩa là vậy đó. Tức là những cái hiểu biết rất là lệch lạc. Ăn chay phát nguyện ăn tháng, lỡ có chuyện không ăn cái tháng đó bệnh nhức đầu, hay lỡ bị xe quẹt gì nó, thấy không? Trời ơi tôi xui đó. Tại tôi hứa ăn chay ăn tháng tôi không ăn ở Phật quở. Trời đất ơi, mình làm như ông Phật cũng rảnh lắm vậy. Thưa đại chúng, đừng bao giờ nói như vậy. Mình nói như vậy mình giống như mình đưa Phật lên, mà thật sự mình đang đưa Phật xuống. Thế Phật gì mà ngộ vậy? Ai ăn chay ăn tháng là phù hộ, ai không ăn thì quở phạt cho họ. Không có thần thánh Phật trời nào mà cái kiểu đó hết. Cho nên đừng có một cái tâm như vậy mà nghĩ như vậy là nghĩ sai lệch, gọi là tà kiến. Mà vượt được cái đó là mình thấy cực lạc. Vượt được cái nghi là có cực lạc. Vượt được tà kiến là có cực lạc. Giới cấm thủ là gì? Tức là những giới luật, những cái gì mà chúng ta biết mà chúng ta chấp trước vô đó, mà chúng ta không hiểu được cái cách hành trì. Thí dụ như nãy Pháp Hoàng thưa vậy đó, vị thầy đó thấy cô gái té. Bây giờ nếu thầy đó đó mà giữ giới mà không cứu người đó, thì quý vị thầy đó giữ giới trọn chưa? Mục đích của giữ giới là gì? Là để có giữ giới là để giữ tròn cái đạo đức của mình. Vậy thì đạo đức ở đâu khi người ta té, người ta gãy chân, người ta cần mình giúp mà nó không, tôi giữ giới. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên giữ giới đó là mình không đụng chạm vô họ. Nhưng mà nếu ở cái trường hợp như thế nào, mình phải cứu người mà. Vừa lúc đó là mình không có phải giữ giới mà nói tới đạo đức. Hiểu cái cách giữ giới của nhà Phật rồi, cho dù mấy trăm giới mà giữ mà khỏe vô cùng. Có giới gì đâu dễ giữ. Tại vì cái nào nó cũng đều có cái uyển chuyển của nó. Tại sao chùa có cái mái cong? Vì cái mái cong của nhà chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Không có cứng ngắc. Không có cứng ngắc. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm luôn luôn cầm cái nhành dương liễu.
Bởi vì cái nhành dương đó hễ mà gió thổi trái, thổi phải, nhành dương vẫn đi theo trái phải, nhưng mà gió dừng rồi thì nhành dương trở lại vị trí của nó. Đó là tinh thần tùy duyên bất biến của đạo Phật. Bất biến là tâm mình, tùy duyên là tùy thuận, tùy theo mỗi cảnh. Ví dụ như là thầy trụ trì gửi cái danh sách, cái danh có quà hỏi là thầy chuẩn bị cho Pháp Hòa nói mấy buổi. Thầy text qua thầy nói là Pháp Hòa 4 buổi. Rồi qua tới đây thầy nói xong hồi thầy tăng thêm buổi là tối nay. Đây là tùy duyên. Nhưng bất biến là gì? Mục đích của mình là cũng là Phật Pháp thôi. Cũng nói Phật Pháp thôi, còn người nghe thì mình còn nói. Chỉ sợ ham nói mà không ai nghe thôi. Đó, người ta, mình ham nói, có người thích nghe thì cái này gọi là tùy duyên mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên, và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên đường về cực lạc xa không? Xa mà cũng gần. Chỉ cần giảm tham sân si mạn nghi là được nửa đường rồi đó. 50% rồi. Giảm thêm ác kiến, biên kiến. Tại vì cái kiến là cái thấy của mình, nó có loại 5 loại thấy. Thấy sai lệch về thân gọi là thân kiến. Thân này vô thường thì lại cho nó là thường. Thân này bất tịnh thì cho nó là tịnh, vân vân. Cái đó hay là chết rồi là còn mãi, hay là chết rồi là không còn. Đoạn kiến, thường kiến đều sai hết. Nội cái thấy không mà là 5 loại thấy. Cho nên Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người. Còn bây giờ Pháp Hòa nói gần nữa nè. Vô hữu, vô não, vô bi chân cực lạc. Người mà không còn sầu khổ trong lòng, đó là cực lạc. Vô não, vô ưu chân cực lạc. Cho nên tịnh độ ở đâu xa? Tịnh độ chính trong ta. Có thể đại chúng đang ngồi đây là có cực lạc. A-di-đà Phật, thầy nghĩ sao khi người tu còn mang giày da và sắp bóp da? Da làm từ da của thú vật. Em có dám nghĩ gì đâu. Thì trong luật cũng đã chỉ dạy người tu là không mang những cái gì mà thuộc da con thú. Dù đó là áo hay là giỏ sách hay là giày dép. Còn cái chuyện mà làm hình sơn mài bằng tượng Phật, vân vân, thì những cái đó đó là những cái vỏ sò, vỏ ốc mà người ta đi thu lượm ở ngoài bãi cát, bãi biển. Thay vì người ta vứt nó thì người ta lại dụng nó, tận dụng nó hơn nữa, thì làm ra những bức tranh ảnh nghệ thuật. Những cái bức tranh nó thuộc tranh ảnh nghệ thuật, chứ còn nó không phải là cái sự khuyến khích của ai. Nhưng mà ở thế gian mà người ta có quyền khai thác những cái gì đó để người ta làm những cái tranh ảnh nghệ thuật. Mình không xúi biểu, nhưng mà thay vì cái vỏ ốc, vỏ sò đó nó không dụng gì hết, thì giờ người ta dụng vào những công việc nghệ thuật. Hay là quý vị biết là có những ngôi chùa là người ta đi thu lượm những cái chén bể, dĩa bể của Phật tử đó, người ta làm ra thành những cái đền, những cái chùa ta thờ, gọi là chùa gì, chùa vỏ, chùa miễn sành. Ở bên Thái Lan đó, có một ngôi chùa xây toàn bằng chai bia, đi thu lượm những chai bia lại để mà làm thành nguyên một ngôi chùa, toàn là chai bia không. Thầy ơi, nếu con nghe thuyết pháp mà đem vô bathroom có tội không? Tại vì phải tranh thủ nghe whenever I have time. You very special. Lâu nay đem vô mà không nghe thầy nào nói gì hết, hỏi chi nữa. Chưa thầy nào lên tiếng. Thật sự ra đó,
Tuy rằng nói cái vấn đề nghe pháp mình có thể nghe bất cứ ở đâu, tuy nhiên mình cũng phải có một cái thực tập là mình trọng pháp. Thôi thì bây giờ nghe ở nhà bếp, nghe ở nhà ăn, nghe ở phòng khách, nghe ở đâu cũng được, cho em ở ngoài đó một chút, bắt em vô tới trỏng nữa. Lúc đó chỉ còn hát có câu chắc xi lắc léo chứ đâu còn mong chi sống. Thật ra mình có mang vô cũng chẳng sao, nhưng mà ở cái mặt hình thức để tỏ sự cung kính, một phần nào tối thiểu chúng ta nên đừng. Thật ra thì thật sự bây giờ không lẽ quý vị ngồi trong 3 tiếng đồng hồ sao? Bất quá vô 15-20 phút thôi. Mà nếu 15-20 phút mà bưng vô trọng mà ngộ đạo thì cũng nên. Còn dừng tạm 15-20 phút nửa tiếng để mình giải quyết sanh tử thì mình cứ dừng cũng có sao đâu. Làm cái vụ này là Pháp Hòa nhớ cái thời mà ghiền phim Tàu. Có nhiều người ghiền phim Tàu á, bận đi vệ sinh quá phải chạy vô. Chạy vô xong rồi thì người nhà ở ngoài này nghe coi hết đoạn rồi. Cái người đó chạy ra bắt mọi người phải ngưng lại hết, trả lại cái khúc hồi nào cũng đi á. Không biết có ai bị cái nạn đó không. Những người mà người ghiền phim Tàu đến mức độ là không dám mất một đoạn nào hết. Mà cái thời đó là video cho nên không bưng được vô washroom. Còn bây giờ YouTube cho nên bê đi đâu cũng được. YouTube là YouTube á. Bê đi đâu cũng được. Thật sự ra là cho dù có mang vô cũng chẳng tội lỗi gì hết. Nhưng mà thôi thì mình là một Phật tử nghe pháp rồi. Nhiều khi thầy đang ngồi ở trại chánh điện nè, thấy không? Hình ảnh Phật đồ chánh điện đồ đang hiện lên trên cái bức hình đó. Thấy không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ nhà xí thì thôi mình để tôn trọng, tạm dừng 15 phút. Thấy không? Mình cũng cần nghỉ ngơi. Chứ nghe riết hồi nó cũng lân bân dữ lắm. Trời ơi thầy đâu mà thầy cứ lải nhải bên tai tôi từ sáng tới tối. So I know you like whenever you can. Thôi thì mình nên thực tập như vậy. Ở đâu mình nghe là đã du di rồi thì thôi chừa chỗ đó ra cho 15 phút. À. Con rất cảm ơn những bài thuyết pháp này hôm nay của thầy. Con học hỏi rất nhiều và try to apply to my life. Ngày giờ nào con cũng nghe, rất cảm ơn thầy. Thầy ơi, khi nào thầy đến Utah again? Con đang ở basement, tức là xe phòng. Con có lập bàn thờ Phật hương khói trong phòng ở luôn. Con xin hỏi làm như vậy có nên không? Xin thầy có lời cho con. Thờ Phật á, có nhiều cách thờ. Thờ thì phải phụng, ta kêu là thờ phụng. Mà mình nói trại bây giờ là thờ phượng đó. Bây giờ nếu mà đạo hữu ở dưới basement, xe phòng, và vì mình cái phạm vi mình có nhiêu à, mình thậm chí đôi lúc mình cũng thay quần áo hay là mình nằm không có được tôn nghiêm, thì thôi bây giờ nếu bất đắc dĩ lắm, mình thờ bằng cách là không hương khói. Có một bức hình Phật ở đâu đó trong một góc phòng của mình để mà nhắc nhở mình, để hướng tâm theo Phật và học hạnh theo Phật thôi. Còn về cái mặt hình thức bàn thờ chúng ta có thể giảm. Về mặt hình thức thì mình làm vậy thì nó chưa có đủ tôn nghiêm, mặc dù không tội. Thứ hai là mình ở trong phòng rất là kín, thắp nhang mà hít cái khói đó nhiều cũng không tốt. Cho nên để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là để thật sự thờ bằng một hình thức khác, không cần nhang, đèn, hoa trái, treo một bức hình hay là dựng ở đâu đó trong cái phòng đó của mình để hàng ngày mình nhắc nhở mình là đủ quý rồi. Thí dụ Pháp Hòa đã hướng dẫn rất nhiều vị Phật tử mà họ có hoàn cảnh gia đình không thể thờ Phật bằng một bàn thờ được. Thì quý vị cứ có một bức hình Phật để trong nhà mình, ở một góc nào đó trong phòng khách,
để hàng ngày mình, bởi vì cái chính cái mục đích tối hậu của để hình Phật trong nhà là nhắc nhở mình noi gương Phật. Còn cái chuyện mình thờ cúng đó là tùy khả năng mình, ở hoàn cảnh mình. Thậm chí có những Phật tử lập một cái bàn thờ trong một phòng riêng, nhưng chưa bao giờ có sự hương khói hay là cúng kính một cách trang trọng, mà nhiều khi còn để cho dơ giấy nữa là khác. Cho nên thì thôi, mình ở hoàn cảnh nào thì mình thờ Phật theo hoàn cảnh đó. Không tội lỗi gì khi phải thờ ở dưới basement, thậm chí mình để trong phòng của mình. Nhưng mà có một phương thức khác để chúng ta thờ mà không có ngại, và đồng thời bảo vệ được cho cái sức khỏe của mình. Giống như nãy mình nói nghe pháp vậy đó, cho dù mang vào trong nhà vệ sinh nghe cũng chẳng tội, nhưng mà thôi để cho mình tỏ lòng một chút gì đó đối với giáo lý Phật pháp, thì chúng ta tạm dừng khi chúng ta đi vào trong nhà vệ sinh. Nghe ở đâu cũng được, phòng khách, nhà ăn, nấu cơm gì cũng được hết, trừ chỗ đó, để mình còn một chút gì đó để gọi là mình tôn kính giáo pháp. Bạch thầy, con có câu hỏi. Nếu con ăn nguyên, nếu con có nguyện ăn chay 3 ngày một tuần, nhưng khi mang bầu con nguyện ăn chay, sanh xong con ăn lại, con ngưng ăn chay, sanh xong con ăn lại, có tội không? Dạ không có tội gì hết. Chuyện ăn là tùy theo sức khỏe và cái hoàn cảnh của mình. Cho nên mình dừng lại để một thời gian rồi mình sanh rồi mình ăn cũng chẳng sao. Nhưng mà nhớ là khi mình có thai mà mình ăn chay vẫn tốt, tại vì đứa nhỏ nó rất là lợi lạc. Vì những cái món ăn hiền lành của mình đó, nuôi dưỡng đứa nhỏ cực kỳ là hay. Cho nên Pháp Hòa đã từng thấy những người mẹ khi có con mà vẫn ăn chay, vẫn tụng kinh niệm Phật, mà đứa nhỏ nó sanh ra nó đặc biệt khỏe mạnh, thông minh hơn người. Cho nên đừng sợ, trừ trường hợp vì sức khỏe bác sĩ nói là mình không thể thì cái đó tùy duyên. Nhưng mà không, đừng có theo cái quan niệm bình thường là mình ăn chay mà vẫn thấy mình khỏe bình thường thì không có gì trở ngại, cứ ăn chay. Quan trọng là mình ăn cho đầy đủ chất. Cúng rằm Phật nên cúng thời nào, vì con làm buổi sáng? Nếu đã làm buổi sáng thì còn thời nào nữa đâu hỏi, buộc lòng cúng buổi tối. Bất cứ buổi nào cúng cũng được hết. Ngày đêm sáu thời luôn an lành thì đâu phải chỉ có một thời buổi sáng đâu. Một ngày sáu thời luôn an lành thì thời nào mình hướng Phật là thời đó an lành. Không cần coi ngày, ngày nào mình hướng Phật, hướng điều thiện, ngày đó ngày tốt. Chứ không phải là ngày đó, tháng đó, năm đó mình phải coi. Không bao giờ có một cuốn sách nào mà coi bói mà nói hôm nay ngày tốt để ăn trộm hết á. Không ai đi ăn trộm mà có ngày hết á. Tại vì thủy chung biết ăn trộm là xấu. Mà tại sao vẫn còn người ăn trộm? Tại vì mình biết xấu mà mình vẫn làm. Mà chính làm thì khỏi coi ngày, tại vì luôn luôn ăn trộm vào lúc vắng người vào buổi tối. Cho nên thời điểm tốt nhất khỏi cần coi, nghe ăn trộm là biết lúc nào rồi. Lúc vắng người, lúc không có ai coi chừng, lúc buổi tối, vân vân. Ví dụ giờ coi ngày nó ăn trộm lúc 9 giờ sáng mà ta còn ở nhà dám vô không? Thì không thể có. Mình cúng rằm, cúng bất cứ ngày nào. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm 11 giờ đêm về, tắm rửa xong hết rồi 12 giờ khuya tụng kinh cũng chẳng sao hết. Đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Nói giờ đó không biết tụng được không? Giờ Phật ngủ. Dạ Phật Mỹ thì ngủ chứ Phật Việt Nam còn thức, tại vì đó 1 giờ trưa. Cho nên không có trở ngại. Quý vị tùy theo thời gian của mình. Xin Thầy Quang Hỷ giải thích vì sao trong Kinh Pháp Hoa luôn luôn lặp lại nghĩa ý hai lần. Thí dụ câu bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, và lặp lại nguyên câu chuyện như trước. Ở đây đọc Kinh Pháp Hoa thì có thấy điều đó. Đứng trên mặt lịch sử, bởi vì ngày xưa không có microphone, cho nên sự trùng tụng đó phải được liên tục nói ở một cái khoảng người này nghe, rồi khoảng người đó xoay ra phía sau nói cho người sau. Vì vậy cho nên nó có cái trường hợp lặp tới lặp lui. Trường hợp thứ hai là quý vị thấy Đức Phật nói ở trên là nói theo cái cách kệ tụng. À xin lỗi, trường hàng là Phật nói nguyên văn.
Nhưng bây giờ để tóm lại nghĩa lý cho người thính chúng dễ nghe dễ nhớ, cho nên Phật tóm gọn cái ý đó qua một hình thức thơ 5 chữ kệ tụng để cho dễ nhớ. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là quý vị nhớ là cái kinh Vu Lan á, là kinh văn Trường Hàng, chứ không phải như cái văn bây giờ mình tụng. Một thổi nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là mình diễn đạt lại cái văn nguyên văn một cái bài kinh dài qua một hình thức thơ để cho mọi người dễ nhớ. Như vậy thì cái trong kinh Pháp Hoa lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, như vậy thì ở trên là Trường Hàng mà phía dưới này là kệ, 5 chữ 5 chữ để cho chúng ta nghe và dễ nhớ. Cũng giống như hồi xưa mình đi học vậy, học xong rồi á, thầy giáo sẽ cho mình một bài thơ, mình phải học thuộc lòng, và chính cái bài học đó luôn luôn nó nằm trong tâm mình. Cái gì mà nó ngắn gọn là chúng ta dễ nhớ. Bây giờ đang có cuốn kinh Pháp Hoa rút ngắn gọn lại để tụng hết trong vài giờ, mong thầy cho ý kiến có nên dùng cuốn kinh đó không. Thưa đại chúng, kinh điển mục đích là chuyển tải văn ý của Phật để cho chúng ta tụng, chứ không có cái ý là linh thiêng gì ở trong cái quyển đó. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình nói là tụng kinh không linh, không phải vậy. Nhưng mà cái chính yếu là trong kinh điển là Phật chuyển tải những cái ý Phật muốn nói để hướng dẫn chúng ta tu. Thì ở Việt Nam mình á, theo Pháp Hòa biết là có một quyển kinh Pháp Hoa được gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa, và quyển này được soạn bởi Hòa Thượng Thích Hồng Đạo. Ngài lấy cái ý chính của mỗi phẩm và Ngài tóm lược bằng một cái thể thơ 5 chữ theo cái kiểu kệ của Kinh Pháp Hoa, gọn gãy lại cái ý để chúng ta tụng, mà cho những người bận rộn không có đủ thời gian tụng cả một cái quyển kinh mà nó quá dài thì rút ngắn lại. Điều này không có gì sai. Không có gì sai, mục đích của quyển kinh đó là để rút gọn cái ý để cho các vị tụng mà không mất thời gian nhiều, nếu chúng ta không có đủ thời gian. Pháp Hòa nhớ hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi á, tự nhiên biết sao lúc đó Pháp Hòa lại có một cái thích là dịch kinh. Cho nên đi học về là ngồi ngay cửa sổ của trên chánh điện á, là ngồi dịch kinh, tập dịch kinh. Thì Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa dịch kinh Di Đà. Thì quý vị nhớ trong kinh Di Đà có cái đoạn phía sau á, Đông phương thế giới có bao nhiêu vị Phật, rồi cái lặp lại sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thị, rồi cái đo nam phương thế giới bắc phương thế giới mà cứ lặp đi lặp lại, mà tổng cộng là 6 phương như vậy. Cái Pháp Hòa mới suy nghĩ, Pháp Hòa nói bây giờ mình sẽ làm một bản kinh Di Đà rút gọn. 16 tuổi thôi mà nghĩ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới rút lại là Xá Lợi Phất, nam phương thế giới Phật này Phật này, đông phương thế giới Phật này Phật này, bắc phương thế giới Phật này Phật này, 6 phương đầy đủ tên Phật rồi. Thì ở phía sau lấy câu cuối thôi, các vị đều nói thuyết thành thiệt ngôn như thế này, thay vì phải lập cái câu cuối đó ở 6 phương đầy đủ. Thì Hòa Thượng Hồng Đạo Ngài cũng làm như vậy. Tức là Ngài, nếu mình tụng nguyên một bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm quá dài, bây giờ Ngài làm gọn, ý chính không có mất. Và cái quyển kinh đó được Tổ Thích Thiện Hòa giới thiệu cho chúng ta. Thì trong Phật giáo Việt Nam mình, theo Pháp Hòa được biết là chúng ta có một quyển kinh Pháp Hoa gọi là Đại Cương do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn để cho chúng ta trì tụng, lấy cái ý để mà chúng ta tu tập. Không có gì sai hết. Kinh điển là để cho chúng ta thu gọn như vậy. Xin Thầy giải thích, in kinh ấn tống công đức vô lượng hoặc sắm sanh lễ vật đủ đầy đặng cầu nguyện xong đường trường thọ, sounds giống hối lộ vậy. Cái chữ sao này là do tiếng Mỹ á, giống như là nghe sao giống mà hối lộ. Thưa, không phải hối lộ.
Bởi vì chúng ta là, chúng ta có những việc làm chúng ta làm mà chúng ta không hiểu được cái quả. Thí dụ mình nói là đừng có ăn cắp nghe không? Ăn cắp là bị bắt ở tù, bắt phạt. Mình nói cái quả xấu để cho người ta sợ cái quả mà người ta tránh cái nhân. Thì trong xã hội chúng ta cũng cần nói những cái quả tốt để cho người ta thấy quả tốt mà người ta phát tâm, người ta làm cái nhân lành. Pháp Hòa ví dụ, mình nói với con mình, con thấy mẹ không? Qua đây không biết tiếng Mỹ, mẹ phải đi clean khách sạn để mẹ kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. Tụi con không muốn cực giống mẹ thì phải ráng học. Học để mai mốt ngồi văn phòng làm việc đầu óc không phải nặng nhọc chân tay. Nói như vậy đâu có phải là mình dọa nó, mà mình chỉ cái nhân của cái người không có học để thấy cái khổ làm cu ly. Rồi mình nói cái quả của người chịu khó đi học để nó thấy cái hướng đó mà nó phát tâm. Ở đây cũng vậy. Bởi vì tất cả con người chúng ta, có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt làm nhân mà không bao giờ sợ quả. Hay là thậm chí chưa thấy quả thì chưa phát tâm. Cho nên nhờ nói cái quả này không phải là hối lộ mà để khuyến thiện. Để khuyến khích người ta làm thiện. In kinh ấn tống, công đức. Chữ công đức là gì? Là vì chúng ta in kinh ấn tống rồi nhiều người người ta đọc, người ta phát tâm, người ta hiểu, người ta sửa đổi tánh tình, sống tốt đẹp, thì công đức mình có. Mặc dù không nói công đức mà mình vẫn có công đức. Nhưng mà nói công đức để làm gì? Để khuyến thiện, để khuyến khích. Cũng giống như là mỗi lần mà mình phát quà cho người nghèo, mình cũng phải tập hợp người nghèo và có vài lời phát biểu. Hôm nay chúng tôi, đoàn chúng tôi tới đây do các vị bên Mỹ về thăm quê nhà, thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào địa phương, nên chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị, để cho người ta hiểu là người ta có được cái phước đó. Cho nên ở đây không có gì gọi là hối lộ, mà mình nói ở công đức này công đức nọ để khuyến thiện người ta. Mình nói quả xấu thì đôi lúc cũng phải giới thiệu quả lành chứ. Cũng giống như cõi cực lạc Tây Phương mà không giới thiệu thì ai biết cõi đó ở đâu, mà lo niệm Phật mà về đó, hay lo tu tập mà về đó. Cho nên là các tổ mới nói hãy nhìn đến các bậc cao đức để chúng ta học hạnh của các ngài. Nhìn lên các bậc lớn để thấy được cái hạnh của người xưa mà mình học, mình là người nay mình học. Cho nên cái đó đều tốt hết. Vậy được, giải thích được cái chỗ này ha, không có hối lộ. Nó in kinh, ví dụ như mình kinh ấn tống vậy mình được vài, hay cúng Phật vậy mình được vài. Mình không cúng mình vẫn được như thường. Nhưng mà ở đời mà cái chữ cúng nghĩa là mình lấy công ra mình làm thì mình sẽ gặt được cái quả. Ở đây là một biểu tượng, không có cái việc gì chúng ta tự không làm mà có quả cả. Không thể nào mà không có học, cứ cúng Phật đi rồi được biết chữ. Không có bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái chữ cúng để được phù hộ, đây là nói lên cái ý nghĩa là chúng ta muốn đạt cái quả chúng ta phải gieo nhân. Muốn biết chữ phải đọc sách, học bài, vân vân. Thưa Thầy, thùng phước xương và thùng công đức khác nhau như thế nào? Thùng phước xương đựng tiền lẻ. Dạ thưa đại chúng, chữ xương là tiếng Hán. Chữ xương là tiếng Hán và chữ Hán, chữ xương có nghĩa là thùng. Cho nên ở ngoài Bắc á, người ta ít có để chữ phước xương mà người ta để là thùng công đức. Có chỗ để là hòm công đức. Cái hòm là cái hộp thôi chứ có gì đâu. Chữ xương á, trong tiếng Hán nghĩa là hộp, là thùng, là cái hòm. Mà người Nam thì sợ cái hòm lắm.
Nhưng mà thật sự chữ hồn nghĩa là một cái hộp vuông. Cho nên để phước xương nghĩa là hộp cái thùng này để đựng phước. Vậy thì phước xương và thùng công đức giống nhau, mà mình xài chữ thùng là mình khỏi xài chữ xương. Không ai để là thùng phước xương hết. Nếu mình để chữ thùng phước xương là mình lặp lại cái chữ đó. Xương đã là thùng thôi, đâu cần thùng chi nữa. Cũng giống như nói là khải cái gì, khải tường tự, thì có nghĩa là chùa khải tường. Chà, ai hỏi mình nó đi đâu, nó đi chùa khải tường. Còn không thì đi khải tường tự, chứ không ai nói tôi đi chùa khải tường tự hết. Tại vì tự và chùa nó giống nhau. Cho nên chữ phước xương là thùng phước, còn thùng công đức cũng giống nhau. Bởi vì mình bố thí, mình bố thí cúng dường có phước. Nhưng mà bố thí mà không có cần ghi tên ghi sổ, không có cần ai biết mình gì hết, vì mình biết cái tiền này mình đưa vô đây là lo trang trải cái ngôi tam bảo đó, cho nên nó có công đức. Công đức là do cái tâm niệm của mình làm mà không cần ai ghi nhớ. Cho nên Đại Pháp Hòa hay nhắc là để chúng nhớ là cái của cho nó không bằng cái cách cho. Cái cách cho nó quan trọng lắm. Bởi vì mình cho người ta là cái của, mà mình không có cái cách cho, tức là mình thiếu đi cái hạnh á, mình cho mà người làm cho người ta xấu tuổi, người ta nghĩ phận của người ta hèn mọn, người ta phải xòe tay để xin cái của này của mình, mình làm cho người ta bị tổn thương. Cho nên mình cho mà mình được tốt hơn là cho cách nào để người đó cảm nhận được sự trân trọng của mình, thì mình quả thật là trọn vẹn công đức. Đức là do mình tu. Cái đức là do mình tu. Còn cái phước là do mình cho. Cho người ta 5 đồng có phước, nhưng mà bù lại giảm đức. Cho mà mắng xả người ta, làm cho người ta tủi phận, đau khổ. Cho nên hai cái nghĩa là vậy. Thầy giải nghĩa giúp con tên pháp danh Quảng Lạc. Lạc là không mặn. Quảng Lạc là lạc nhách. Chữ quảng nghĩa là rộng. Chữ lạc là vui. Cái gì rộng lớn kêu là quảng. Thí dụ như quảng trường. Quảng trường là một cái sân rộng gọi là quảng trường. Một cái hội trường, một cái phòng rộng là quảng đường. Người đó tâm rộng là quảng tâm. Cho nên mình có niềm vui lớn gọi là quảng lạc. Chà, có cái câu này mới hay nè. Thầy đẹp trai. Câu kế mới hấp dẫn. Em yêu thầy. Ô Phật. Phật tử Utah có khác. Sư vừa cất tiếng niệm Nam Mô. Thoáng đâu có bóng một cô bước vào. Tim sư rộn rực nôn nao. Bỏ chuông, bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Tim này ví sẽ làm đôi, nửa dâng cho Phật, chao ôi còn nàng. Lung linh dưới ánh trăng vàng, Như Lai điều ngự trên làng tóc em. Cái bài thơ nghe nó lãng mạn và trần tục, nhưng mà thật câu cuối là nói lên cái chí nguyện tu. Sư vừa cất tiếng Nam Mô, thấp thoáng một cô bước vào. Thấy cô tim sư rộn rào, nhưng mà bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Đó là nói lên cái tâm trạng bình thường của thế nhân. Nhưng mà cuối cùng thầy đã nói rồi, tim này mà ví sẽ làm đôi, nửa dâng cho Phật, chao ôi còn nàng. Nhưng mà thôi, nói là nói vậy, nhưng mà cô vẫn phải hiểu một điều,
lung linh dưới ánh trăng vàng. Có những đêm ngồi thiền tĩnh tỏa dưới ánh trăng vàng và phát hiện ra một điều: Như Lai điều ngự. Như Lai là Phật. Điều ngự là người có khả năng điều phục, chế ngự mọi hiện tượng. Thôi cho tôi gửi lên làng tóc em, gió nó thổi cái nó bay. Còn tôi, còn tôi thì tôi vẫn ngồi yên ở đây để hưởng ánh trăng, ánh trăng vàng. Đó là cái chí nguyện của người tu. Và ai đây cũng rất là khẳng khái. Thầy đẹp trai, em yêu thầy. Đi tu hơn 30 năm, hôm nay được nghe được âm thầm thế ni. Xem ra cô cũng thứ chì. Không giấu mà lại viết ghi trên này. Thưa thầy, con muốn website tiếng Anh để nghe kinh. Xin thầy hướng dẫn những bài giảng của thầy bằng tiếng Anh. Chỉ cần vào YouTube bấm thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English ở phía sau thì nó sẽ có. Xin thầy giải thích nghĩa chữ thể giải đại đạo trong tự quy y Phật và chữ thống lý trong bài tự quy y Tăng. Cái bài tự quy y Phật tiếng Hán á, tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Thì vị này mới hỏi là cái chữ thể giải đại đạo đó nghĩa là gì. Thưa đại chúng, cái bài này nếu chúng ta dịch nghĩa là chúng ta dịch như thế này: trở về nương tựa Phật trong con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh thể nhập được vào con đường lớn, đó là con đường thành Phật. Thể, chữ thể trong trường hợp này là thể nhập, thể hội. Ví dụ như mình đi chùa, hàng ngày mình tụng kinh, mình cũng mong, và mình mở ban giảng, mình mong á, là người nhà của mình một ngày nào đó cũng thể nhập vào con đường này với mình. Thể giải đại đạo. Chữ đại đạo là gì? Nếu nghĩa thường là con đường lớn. Mà con đường lớn ở đây chính là con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Cho nên trở về nương tựa Phật là trở về nương tựa với sự giác ngộ nơi chính mình. Và mình có được giác ngộ nơi chính mình, cho nên mình nguyện cho tất cả mọi người cũng cùng hội nhập với mình và đi trên con đường đó. Đó là một cái ước nguyện cao lớn của tất cả mọi người. Ai cũng muốn. Ví dụ như là mình ăn hiền ở lành, cũng muốn con cái mình cũng thấy được cái hạnh đó của mình mà sống theo như vậy. Cho nên chữ thể đó là thể nhập, thể hội. Đại đạo là chỉ cho Phật đạo hay là con đường thành Phật giác ngộ. Phát cái tâm vô thượng, phát cái tâm rộng lớn để đi cùng được cái đi đến chỗ đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ nhỏ thôi. Có hai vợ chồng mà. Mình quy y đi chùa rồi, mình cũng muốn ông chồng mình cũng quy y đi chùa. Mà khuyên hoài chồng không có nghe. Ông nghĩ ông chưa muốn. Tới một ngày nào đó tự động ông nói: bà ghi danh cho tôi quy y. Thì lúc này bà xã sẽ tuyên bố một câu: trời ơi, hôm nay tôi mừng quá, thể giải đại đạo, chồng với tôi bây giờ phát vô thượng thượng tâm. Quý vị thấy được cái điều đó không? Rồi bây giờ cái câu thứ ba nè: tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Chữ thống lý ở đây mình không có cái ý là mình muốn lãnh đạo thống nhất ai hết, mà cái chữ này nó có cái nghĩa là mình mong tất cả mọi người đều cùng thống nhất đi về một cái đạo lý, một con đường đó, để không có còn trở ngại. Nhưng mà muốn mọi người hội nhập với mình thì trước hết mình phải làm sao? Phải hội nhập với mọi người.
Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nói tôi muốn mọi người ở đây suốt hai ngày nay phải thương tôi, phải nghĩ về tôi, phải quý mến tôi. Pháp Hòa ví dụ vậy. Nhưng mà suốt hai ngày nay mình cứ ở trong phòng miết à, thì làm sao mình phải bưng mình ra, mình phải đem mình ra khỏi cái ngã riêng tư của mình, để mình đặt mình vào cái đại ngã, cái thể lớn, thì tự động mọi việc nó thống lý đại chúng. Bây giờ mình trong một buổi họp, ai người ta cũng đồng ý mà có mình chống à, thì mình chưa phải là người sống trong tăng. Mình chỉ là một cái nhỏ. Bây giờ đại chúng người ta là như vậy, bốn người trở lên là gọi đại chúng rồi. Mà bây giờ hơn bốn người quyết định mà mình không cùng quyết định thì mình không thể đi đến cái chỗ thống lý được. Cho nên ở đây câu này, với ước nguyện con mong mọi người tất cả cùng đi về cái chỗ đó, đưa ánh sáng Phật Pháp đến với đại chúng cùng thống nhất như vậy. Ví dụ như ở nhà một mình ăn chay, mà ví dụ như cả nhà ai cũng ăn chay, lọt có mình ăn mặn à. Rồi cái ngày đó cái mình để cho mọi người khỏi phiền hà gì hết, má ơi má nấu chay luôn đi, tuy bữa nay con không ăn chay nhưng mà con cũng sẽ ăn với mọi người, để mọi người má khỏi mất công nấu. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như hôm nay chiều nay người ta nấu có món ra đãi mình là bún nước, ví dụ vậy. Tự nhiên mình nói không, giờ tôi phải ăn cơm mà, phải không? Rồi cái thì làm sao người ta chảy. Cho nên mình sống trong tăng, tăng là đoàn thể hòa hợp, mà mình nhớ là phải hòa hợp như vậy, để cho tới cái chỗ vô ngại là không còn gì trở ngại nữa. Ba câu đó rất hay. Và bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng thấy đặc biệt của cái thời kinh nhà Phật. Mới bắt đầu vô kinh đó, đảnh lễ Tam Bảo, chi tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp, rồi Ta Bà giáo chủ bổn sư, rồi Di Đà Quán Âm gì đó, tất cả những danh hiệu Phật đó là gì? Đó là ngoại tướng Tam Bảo, những đức Phật có tên có tuổi. Tụng xong một thời kinh, từ lúc đầu dẫn mình vô tới cuối cùng, tới cuối bài kinh chúng ta làm một việc thôi. Bây giờ không còn nương ở đâu nữa hết, mà nương ở đâu? Phật tự tâm, Pháp tự tâm, Tăng tự tâm. Chỗ này gọi là từ tướng đi vào tánh. Quý vị chưa tới chùa, mới bắt đầu tới chùa thôi, thì phải quy y Tam Bảo, rồi có tụng kinh, có mặc áo tràng, vân vân. Nhưng khi mình đã thể nhập được với cái đại đạo rồi, có cũng được, để đồng với đại chúng. Mà lỡ bữa nào quên thì thôi, không có gì phiền hà hết. Không có gì phiền hà hết. Nó hay cái chỗ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con là người ngu nhất thế gian. Có ai nói gì đâu. Nhưng mà thưa không sao, trong Kinh Pháp Cú có câu, Kinh Pháp Cú có câu, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu mà mình người dại, người khờ, biết mà là mình người khờ. Chữ ngu trong kinh điển nó không có nghĩa là như cái kiểu tiếng Việt mình hiểu là ngu đần, ngu độn, đồ dốt nát, không phải. Chữ ngu trong tiếng Hán đơn giản là không thấy được lẽ thật. Người ác trong tiếng Hán nghĩa là luôn luôn sống mà tổn giảm cho mình, cho người gọi là ác. Chứ không có nghĩa như cái tiếng Việt mình là nghe chữ ác là sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà chữ ác trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ ngu trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Kính mong thầy giải thích cho con mấy điều sau đây. Một, lễ Phật không thắp hương có lỗi không? Dạ không có lỗi. Vì hương vật chất không bằng tâm hương. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, quan trọng là hương lòng. Ý nghĩa thắp hương là gì? Tại sao thắp hương một cây, ba cây mà không thắp hai cây hoặc bốn cây? Thắp bốn cây thì hao, thắp hai cây lõn chõn. Cái đó gọi là xúc sự diện tường đó. Gặp chuyện hết biết đường nói.
Nói đại. Thưa đại chúng, như thế này, trước hết chữ hương là gì? Hương là thơm. Như vậy thì cây hương trong Phật giáo tượng trưng cho đức hạnh của một người, mà biểu tượng qua thắp hương là mình phải thắp lên cái hương thơm của đức hạnh, biểu tượng qua cây hương. Tại sao thắp ba cây? Bởi vì ba cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ, ba cái căn bản mà tu hành của nhà Phật. Tu cái gì không biết mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ là không xong gì hết. Nhờ giữ giới mà có định, định tĩnh tâm hồn. Nhờ định tĩnh tâm hồn mà trí tuệ sáng suốt. Cho nên ba cái này là giống như cái lư hương mà đủ ba chân. Gãy một chân thì cái lư hương đứng không vững. Giới, định, tuệ. Cho nên thắp ba cây. Nhưng mà trong định á, nó vẫn có giới tuệ. Trong tuệ nó vẫn có giới định. Trong giới nó có định tuệ. Cho nên chỉ cần thắp một cây là đủ. Bởi vì trong ba mà có một. Pháp Hòa ví dụ, thấy cái món này để trên bàn đây mà không có ai hết, định ăn cắp, thì sắp sửa phạm giới thì cái giây phút dừng lại liền. Nói thôi, mình lấy của người ta mà đâu phải của mình. Mình về là ăn cắp, mà hơn nữa này người ta làm cho Phật Pháp, mình đem về mình hưởng con mình nè. Mình để đây người ta làm được cho đại chúng cùng xài. Ngay cái giây phút dừng lại, không ăn cắp là có định, có tuệ. Định là sự vắng lặng giây, ngay cái giây phút sắp sửa phạm giới. Và tuệ nó soi liền, nó nói đừng làm như vậy, không nên. Cho nên ngay hành động không ăn cắp, có định, có giới. Quý vị thấy được điều đó và nói ha. Rồi, bây giờ mình ngồi thiền, mình định. Trong khi mình ngồi thiền, có làm gì phạm tội không? Cho nên ngồi thiền đã là giữ giới. Và trong khi ngồi như vậy mà trí mình nó sanh, cho nên gọi là tuệ sanh. Một hành động mình làm mà ba cái kia có mặt, cho nên không cần thắp ba cây, chỉ cần thắp một cây là đủ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và nhà Phật lấy cây hương để biểu tượng cho đức hạnh. Vì vậy cho nên trong Pháp Cú có câu: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Rồi bây giờ quý vị đã hiểu được cái chỗ hương mà mấy cây rồi ha. Rồi bây giờ nói tới lại. Kính bạch thầy, thầy có nói tại sao lại ba lại, lại ông bà bốn lại, và thưa thầy tại sao lễ trong đại nội Huế lại năm lại? Giờ bắt đầu đi vô tới cung đình. Thưa đại chúng, lại Phật, lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ, bốn lại là tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu, hay là cha mẹ hai bên. Thì vị này đã hiểu rồi. Bây giờ hỏi là tại sao trong cung đình lại năm lại? Bởi vì trong cung đình lại ngũ phương, đông tây nam bắc và phương giữa, còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà địa vị của ông vua ngồi thuộc về thổ, thổ thuộc màu vàng, cho nên ngũ hành lại năm lại kim mộc thủy hỏa thổ. Và lại năm lại đó là tượng trưng cho năm phương, đông nam tây bắc và phương giữa. Mà phương giữa là chỗ ngồi của ông vua, phải không? Mà ông vua là mặc màu vàng, mà màu vàng là màu của đất, của thổ. Nó trong ngũ hành thì ông vua thuộc về thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên lại năm lại. Rồi giờ giải quyết được cái lại năm lại. Người chết chưa chôn lại hai lại, xin thầy nói rõ cho con biết. Tại sao người chết chưa chôn lại hai lại? Bởi vì cái người đó đã chết là thuộc về người âm, nhưng mà họ chưa thật sự rời khỏi thế gian này, thân xác họ còn đây,
cho nên họ còn dính dáng chút dương. Cho nên hai lại đó là âm dương. Nếu đi chung hẳn thì họ đã rời khỏi rồi, họ không còn trên dương thế. Còn lần này họ chết, họ mới chết đây, họ còn quá nóng hổi mà, thì họ còn nằm đấy. Thì mình tới mình thăm họ bằng cách là mình thăm một người chết, nhưng mà thật sự họ còn đây. Cho nên hai lễ đó tượng trưng cho âm dương. Giống như là chết rồi luộc cái trứng gà để lên đầu vậy đó. Tại sao không cái để cái khác mà để cái trứng gà? Bởi vì khi cái trứng gà mình luộc lên đó, thì nó có hai màu. Màu trắng là dương, trồng đỏ là ấm. Để cái trồng đỏ trứng gà, cái trứng gà trên chén cơm là tượng trưng cho người chết này là giao thoa giữa âm dương. Thứ ba, kính bạch thầy, chùa là danh từ riêng của Phật giáo hay sao, và tại sao gọi chùa chiền? Thưa đại chúng, trước hết nói chữ chùa. Chữ chùa là mình nói trại. Đúng ra mình phải phát âm là trù. Bởi vì chữ trù á là tượng trưng cho cái bếp. Mà nhà của mình á, nói nếu nói lên sự ấm êm, sự ấm êm đầm ấm của một gia đình, thì chúng ta phải nói đến cái gì? Cái bếp. Tại vì cái bếp mà còn nấu nướng, nghĩa là người đó còn, người nhà đó còn ăn chung mâm với nhau và ngồi lại. Cho nên người Việt, cái người Á Đông chúng ta nói tới cái bếp là nói đến sự đầm ấm trong gia đình. Cũng như thế, nói đến sự yên tĩnh thì chúng ta phải nói đến cái chùa. Cho nên trù người ta nghĩ đến, nói đến cái bếp, và người ta cũng nghĩ đến cái sự gọi là yên ấm, yên tĩnh, thì người ta nghĩ đến chùa. Cho nên chùa gọi là trù, mà chúng ta gọi trại là chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói vài chữ mà chúng ta gọi trại nha. Tiếng Hán á, người ta kêu là trảm. Trảm là gì? Là chém. Đúng ra chúng ta cũng phải kêu là chữ chém, là trảm đó. Nhưng mà tự nhiên mình nói trại ra thành chữ chém. Nhưng mà chém này từ đâu? Từ cái chữ trảm mà ra. Quý vị thấy được một chữ đó không? Lẽ ra chúng ta kêu là trảm, nhưng mà chúng ta nói thành chém, là nói trại. Chữ thứ hai, lẽ ra chúng ta phải nói là ăn trai, nhưng chúng ta lại nói trại ra là thành gì? Ăn chay. Và khi mà chúng ta nói là ăn chay, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những cái danh từ mà chuyên môn thì không thể nói là cúng chay, mà phải nói cúng trai, như là trai tăng. Hôm nay cúng trai tăng. Trai tăng là gì? Là một bữa trai, một bữa cơm trai để cúng dường chư tăng thì kêu là trai tăng. Mà chữ tăng là có ni trống á, chứ mấy cô sư cô nghe nó thôi cúng tăng mà tuấn lên. Bởi vì chữ tăng là danh từ chung cho đoàn thể của đệ tử Phật sống hòa hợp, cho nên chữ tăng là danh từ chung. Ni cũng là tăng. Mình gọi tăng ni là mình gọi dư, gọi để mà cho phân biệt chữ nghĩa vậy thôi, chứ còn chữ tăng là đã đủ rồi. Cho nên cái chữ chúng ta gọi trại là từ chữ trai chúng ta kêu trai, từ chữ trảm chúng ta kêu chém, không, từ chữ trù chúng ta gọi chùa. Như vậy thì chữ chùa là trù để nói lên cái nơi yên ấm, êm ả. Bước vô nhà mà bếp nhà còn nổi lên thì biết nhà này còn im ấm, người nhà chưa bỏ đi. Mà hễ mà muốn nói lên cái nhà đó mà vắng vẻ thì ta nói sao? Bếp lạnh, canh nguội. Ta nói lên cái sự nhà đình đó hết còn hạnh phúc. Đến cái chữ chiền. Cái chữ chiền á, là chúng ta gọi trại từ cái chữ triền. Tiếng Hán chữ triền á, nghĩa là chỗ người dân ở. Và cái chữ chùa nó có nghĩa là chữ trù. Cho nên đúng gọi là chúng ta kêu là trù triền. Chỗ yên ấm và để cho người dân được nương tựa. Cho nên gọi là trù triền. Bây giờ chúng ta gọi trại ra là chùa chiền. Cái chữ chiền trong tiếng Hán nghĩa là người, chỗ người dân ở.
Vậy thì có nhiều người thì giải thích khác, nói là chùa chiền là gì biết không, chuyền hết người này tới chuyền người kia. Cái đó mình nói cái ý thôi, chứ đâu phải chữ chuyền hay là chữ truyền, nó là chữ chiền. Từ cái chữ tiếng Hán là triền, triền nghĩa là nơi người dân ở. Và bây giờ chúng ta gọi là chùa chiền thì thôi, bây giờ giải thích đơn giản là chùa chiền là gì? Là nơi yên ấm, tịnh, thanh tịnh để cho tất cả mọi người ở nương tựa, trong đó có tất cả mọi người, và chúng ta thường gọi là chỗ ở của người dân. Vậy hiểu chữ chùa chiền không? À, hết giờ rồi. Và câu hỏi này trong tờ giấy này có 4 câu. 1. Trong bản nhạc Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết: tình do tâm mà có tình do tâm ta mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi. Con không hiểu ý nghĩa hai câu chót, xin thầy quan hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy. Trời đất ơi. Hết giảng kinh, bữa nay giảng nhạc tình. Cái câu đâu có gì khó hiểu. Bởi vì tình á, là cái mặt nổi, cái mặt dính mắt là cái mặt chìm. Cho quý vị thấy không, tình đầu thường khó phai. Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha. Thưa đại chúng á, cái này mình nói theo cái tâm lý thôi. Khi mình lớn lên á, mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Đó là một sự thật mà. Cho nên có những cái mối tình có thể nó đã vụt bay rồi, nhưng mà nó còn đọng lại bên dưới những cái khổ đau hệ lụy. Cho cái câu này nè: có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Có khi tình, bởi vì cái tình là cái mặt nổi ở bên trên. Có khi đi suốt đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. Chứ cái tình là cái mặt nổi. Nhưng mà quý vị thấy không, có những cái tình nó đi rồi nhưng mà khổ đau nó còn đọng lại. Mà nhắc tới cái người, cái mối tình đó là bắt đầu hận có. Nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm, mình không có làm gì người đó buồn hết, tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay, mà mình không hề giận người đó, thì mỗi lần nhắc nó đau nhói. Tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình. Tình đi mà còn động lại. Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi, khoác cầu không còn thương nhau nữa rồi, nó ở trên này, nó vàng một trận rồi nó mới đi. Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại. Cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng, mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu tiếng Hán là ái, ngọ ái nị,
Nị ái ngọ. Hễ ái là yêu, mà yêu là nó có đối tượng. Mình là người yêu là năng ái. Cái người mà mình yêu là sợ ái, gọi là người bị yêu. Hoặc là người được yêu, cái đó gọi là sợ. Sợ là gì? Là của mình. Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó, thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Nói như Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu á, là mình có một người để mình yêu. Và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá thì cái người kia trách mình: sao ghen dữ vậy? Cứ nói: có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Ôi cha cổ nghe cổ nói: ok vậy anh cứ ghen tiếp. Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắc, mà còn có dính mắc là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè, các hành là vô thường, mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương, chẳng qua lúc đó hợp nhãn hợp nhĩ. Có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ, tại chưa nói chuyện. Tới hồi nói chuyện rồi đánh số dè không kịp. Thành thử ra khi mình cái duyên của lúc đó là gặp thôi, mình có thể yêu. Nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ. Thành thử ra cái người mà tâm, cái người mà họ dứt, họ không có dính là họ đoạn được thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi chưa có vợ, mình thấy tội, mình đi chùa mình gặp cô nào được được quá, bắt đầu về mình làm mai. Cái này nó cũng có đó. Còn má thấy nhỏ đó đi chùa được lắm, cái bắt đầu kiếm số phone đưa cho hai đứa nó hẹn nhau. Xong cái sao lâu quá không nghe nói gì hết trơn, cái mình rà mình hỏi: ôi con cắt lâu rồi, hỏi sao vậy không hạp? Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không? Không cần. Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa. Còn khi mà mình phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn. Mà muốn đoạn vậy khổ không? Khổ lắm, phải qua khoảng thời gian đó. Vừa rồi dưới Melbourne có một câu hỏi cũng vui lắm. Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi đó. Cho nên ở đây á, cái câu này nó chỉ vậy. Ở hai cái trạng thái, khi tâm mình chưa bình thì mình thấy lúc nào nó cũng sống lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Huỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Yêu này là yêu không có dính mắc, thấy không? Nếu mà mình còn dính mắc là mình có khổ. Hễ mà khi người đó không đúng ý mình, mà thường thường mình ngộ lắm, mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó, chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không? Yêu mình. Yêu mình, nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu. Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng luôn, chết bỏ luôn, tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu Mạc Lợi mà được vua hỏi đó: đến đời này trẫm yêu ai, khanh ái khanh yêu ai nhất,
Bà hỏi hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái khanh đây, thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất. Tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp, yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng. Thành thử ra thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi. Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng, nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình, yêu chính con người mình. Cho nên khi mình dở ra rồi, trời ơi, lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi, tôi chấp vào cái ngã của tôi. Tôi muốn người đó phải như thế này với tôi, người kia phải kia thế tôi. Cho nên người đó mà đi cái rồi là tôi đau khổ, tôi dày vò. Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi. Và năng lễ sở lễ, năng yêu sở yêu, tánh không tịch. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được. Đó, đây là Pháp Hòa giải thích cái câu nhạc tình đó. Trong một bài giảng thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai mà chỉ nói tái sanh. Xin thầy hoan hỷ giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh. Theo quan niệm nhân gian, đầu thai nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục, rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó. Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó, mình phải đi ngang một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn. Cái bà đó tên là Mạnh Bà. Chén cháo đó kêu là cháo lú. Đó là truyền thuyết nhân gian. Có một cây cầu Nại Hà, có một bà già tên Mạnh và có một chén cháo lú. Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó, chui vô cái thai đó đó, bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lú để làm chi? Lên trên này mình quên luôn Mạnh Bà. Cho nên bà uống xong, mày đừng nhớ tao nha mày. Đó là quan niệm của nhân gian. Và nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó. Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà, rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó, mình vô mình làm con họ. Vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha, vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vì bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận, mày là ba tao đó, mày là tía tao, mày ông nội tao. Vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe hồi nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó, mày tía tao. Cái quan niệm như vậy. Như cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó. Đạo Phật không có quan niệm, không có thuyết đó. Nhưng mà cái Đạo Phật nói là tái sinh. Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình. Cho nên đối với Bồ Tát á, đối với Phật là tùy nguyện tái sinh. Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh. Các vị trở lại đây là do nguyện. Còn dạng mình đây là nghiệp. No choice. Nghiệp đẩy đi là mình đi. I want that my family, no way. Anh không đủ phước, không được vô nhà nhào. Không đủ phước, đời này ganh tị bỏn sẻn. Không đủ cái phước đó thì tái sinh theo cái nghiệp. Chứ không có ông nào đặc để. Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè, cho nó sinh vô nhà kia. Không có, nghiệp hết.
Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó thành hình rồi, đừng có mong mà trốn ở đâu hết. Nan đào tị, khó mà trốn đâu lắm. Học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Như con chim sổ lòng, gọi là học xuyên thước phi. Con chim nó sổ lòng, nó bay về rừng đó. Thức tâm tùy nghiệp, cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Người nồng mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm, mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tuyên bố, tôi nói ông thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài ba trăm, tao không kiếm đâu. Mấy cái người mà Pháp Hòa nợ 100,000 ở chợ tao kiếm trước. Tại vì sao? Tao mất 100,000 là số lớn. Còn mấy người mà vài trăm đồng lỡ mất không sao. Cường giả là tiên khiên. Người nào cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó. Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị, cho nên hồi xưa mình ta chúc nguyện các vị mà hòa thượng viên tịch đó, nhiều khi người ta chúc một câu thôi: kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ. Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh, gọi là tái lai phổ độ. Cho nên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó. Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp. Câu hỏi thứ ba: khi giảng về sự thật khổ, các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ. Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống? Kinh Bốn Sự Thật Thánh Thiện cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất. Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện và khổ là sự thật tuyệt đối như hàm chỉ trong đời là biển khổ? Thưa đại chúng, hai câu này nó không có gì khác đó. Nhưng mà có cái điều là một cái, ví dụ như nói là bản chất của đời là khổ. Nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta chuyển hóa cái khổ, chúng ta tu, thì cái khổ này nó có thật khổ không? Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế, là thiện, là thánh thiện. Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập, chưa chắc cái khổ đó đã sai, không tốt. Pháp Hòa có những Phật tử: trời ơi, cuộc sống đau khổ vô cùng. Có một ngày nọ, bạn giới thiệu một thầy khác, đang mới viết cho Hòa cái thơ ngày hôm qua. Trong lúc con khổ, con tuyệt cùng của cái khổ, bạn con giới thiệu con nghe giảng một thầy đó. Con lên con nghe thầy đó giảng. Trong lúc con nghe, tai con rà rà, con thấy có tên của thầy. Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai. Attract, click vô nghe. Và sau khi nghe được một bài, và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy để con nghe. Và con cảm ơn thầy, bây giờ cuộc sống của con ổn định, không có khổ. Như vậy khổ là một sự, khổ là gì? Thật sự không có khổ. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự việc nó như là, nó mới khổ. Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận thì bản chất của mọi sự việc nó đâu có gì khổ đâu. Nhưng mà tại vì mình đồng ý thì mình vui, mà không đồng ý thì mình khổ. Cho nên á, khổ là sự thánh thiện. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, cái khổ có nhiều khi là gì? Là đối tượng để tu. Con người khổ càng sâu càng nhiều, con người giác ngộ càng lớn. Cho nên khổ là thánh thiện. Cho nên ở cái mặt đời là khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì trong biển đời mà không khổ. Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời. Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó. Sống, già, bệnh, chết. Đức Phật nói ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết. Đó là khổ của thể xác.
Nhưng mà cái có nhiều người người ta quán khổ, thấy già. Chữ khổ là gì? Trong lúc này khổ nghĩa là gì? Là những cái khó khăn của mình. Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè. Già là sao? Già nhằn, răng yếu, chân mỏi, lưng đau, ăn không biết ngon, ngon rồi khó tiêu. Đó, định nghĩa già đó. Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ, nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây á, có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối? Sự thật nó là vậy đó. Nhưng mà hễ mà anh nhận ra được nó, nó là pháp tu. Thí dụ đây, tôi bây giờ già rồi, đi đứng không còn nhanh nhậu nữa, cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì, thì cái khổ đó không khổ. Thưa thầy, chúng con có nên tổ chức hay khuyến khích tổ chức lễ hôn nhân cho các con em tại chùa hay không? Vì có một số Phật tử cho rằng chùa là nơi tu hành trang nghiêm, không nên tổ chức những sự kiện vui nhộn có tính thế tục. Con có nói bên Kitô giáo họ thường làm thì sao? Thì không được trả lời. Thì được trả lời đó là truyền thống bên đó đã có từ lâu. Xin thầy cho con biết ý kiến. Cái quan niệm là chùa không được làm đám cưới, nghĩa là mình quan niệm chùa chỉ làm đám ma. Nhưng mà nếu mà chùa mà vậy không, có nói trời ơi chùa buồn lắm. Kiểu nào mình nói cũng được hết á. Thưa đại chúng, như thế này nè, Phật pháp bất ly thế gian. Nếu muốn truyền bá Phật pháp thì không thể nào rời thế gian mà có được. Bây giờ về rời thế gian thì Phật pháp nói gì? Ví dụ như thế gian có sanh ly tử biệt thì chúng ta mới đem cái giáo lý vô thường đến nói để cho người ta thẩm thấu được nó, để người ta giảm cái khổ của sanh ly tử biệt. Mà thế gian á, là nó thích đám cưới, nó thích gọi là gì, get married. Rồi bây giờ nếu mà mình không hội, mình không có đem cái phương tiện giáo hóa, thì họ sống trong đời sống một cặp vợ chồng mà không hề hạnh phúc. Mà trong khi đó Đức Phật đã từng giảng dạy những bài pháp đạo lý của vợ chồng. Thí dụ như kinh Thiện Sanh, quý vị mở kinh Thiện Sanh ra quý vị đọc. Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Trong kinh Thiện Sanh Phật nói đủ hết tất cả mọi bổn phận của con người thế gian chúng ta. Thì tại sao chúng ta không lấy cái đó ra để mà hướng dẫn cho Phật tử nhân cái dịp đám cưới của họ? Mà quý vị cứ nghĩ, thí dụ bây giờ họ tổ chức đám cưới ở chùa, họ được lễ Phật, họ được nghe pháp, rồi cuối cùng họ mời bà con quyến thuộc ăn bữa chay, lành thiện không? Tại sao không được? Không có gì không được hết. Mà cũng không có một sách vở nào quy định chùa chỉ được làm đám tang. Mà chính quan niệm như vậy cho nên ngày xưa người ta sợ gặp thầy chùa lắm. Pháp Hòa nói thật mà, đi đâu mà gặp mấy thầy là người ta sợ lắm. Vì ta nghĩ chắc đám ma ở đâu đây nè, đám chết đâu đây nè, gặp mấy ông này ớn lắm. Đâu phải vậy đâu. Mà nếu mà nói đúng, nếu mà nói nữa nè, không lẽ thầy hy sinh hết cuộc đời trai trẻ của người tu chỉ đi tụng mấy cái đám chết?
Người đi tu làm hai việc: trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà hạ hóa chúng sanh là có chúng sanh có nhiều cái tầng cấp, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hoàn cảnh. Bây giờ quý vị thấy á, bây giờ mình nói mình không nhận đám cưới mà đám nào vô mình cũng nhận hết, vậy là mình kỳ thị. Bây giờ ai muốn đầy tháng cũng được, muốn thôi nôi cũng được. Nếu mà họ cúng thôi nôi cho con họ mà họ đem vô chùa, họ đãi một bữa cơm chay cho bà con quyến thuộc, tốt chứ có sao đâu. Đứa nhỏ nó được phước, không vì cái ngày thôi nôi nó mà 10 con gà chết, 10 con vịt chết. Cho nên điều đó tốt chứ có sao. Mà hơn nữa là người ta biết tâm hướng thượng, hướng thiện, cho nên người ta mới đi vô tới đây. Cho nên cái vui ở trong chùa đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tĩnh lặng. Nếu ở một cái chương trình nào đó thì có sao đâu, đó là phương tiện. Mà thưa đại chúng, chúng ta mở chùa để làm gì? Cũng chỉ không ngoài mục đích là phụng sự chúng sanh. Mà những nhu cầu chúng sanh mà nó điều thiện chúng ta phải làm. Nếu ai học cái hạnh phổ hiền, cửu giả hằng thuận chúng sanh, quý vị nhớ câu đó không? Hằng thuận chúng sanh là thế nào? Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười, biểu mình khóc là mình khóc, mà mình phải hằng thuận những điều lành thiện mà chúng sanh yêu cầu. Chúng sanh, chúng ta không hằng thuận những người yêu cầu chúng ta những việc mà chúng ta không thể làm. Ví dụ như tối nay giảng xong có một đạo hữu rủ: thầy rảnh không? Đi cà phê chơi. Mà nếu mình nói ồ tôi rảnh, đi ra quán cà phê ngồi suốt sáng thâu đêm, thì cái đó không được. Thì mình đâu có hằng thuận vậy được. Nhưng mà nếu ví dụ như người ta hữu sự chuyện gì mà mình còn là chút thì giờ mình hằng thuận rồi đó. Cho nên hạnh của Bồ Tát là cửu giả hằng thuận chúng sanh, là mình hằng thuận theo những cái gì mà chúng sanh có nhu cầu lành thiện. Mà điều đó chúng ta đang làm và đã làm và sẽ tiếp tục làm. Người ta ăn chay người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn. Cho nên những cái quán chay mà người ta mở đó, ngoài cái chuyện ta làm kiếm tiền ta sống, ta cũng giúp mình một phần. Nhiều lúc mình nấu không được mà mình ra ngoài tiệm đó mình mua thức ăn, hay là trong chùa làm thức ăn chay bán đó, ngoài cái nghĩa là tìm cái tài chánh, một cái quỹ cho chùa lo điện nước, còn giúp cho những Phật tử có được cái phương tiện ăn chay dễ dàng. Cho cái đó không có gì mà không được hết. Cho nên á, quý vị nên hoan hỷ tán thán, chẳng những vậy mà khuyến khích con cháu của mình mỗi lần đám cưới nên đem về chùa. Đem về chùa và tổ chức một cái lễ thành hôn cho đàng hoàng. Vì đó sao? Vì chúng ta có sự nhắc nhở. Quý vị biết trong năm nay nè, năm nay là năm Pháp Hòa làm đám cưới cho Phật tử nhiều nhất trong các năm. Chẳng những vậy mà còn phải bay qua Mỹ, một cái cuối tuần làm hai cái đám cưới liên tiếp, ba cái đám cưới liên tiếp trong một cái weekend. Trước khi bay qua đây là ngày thứ Pháp Hòa bay qua đây là ngày thứ tư tuần rồi. Thứ bảy vẫn còn làm một cái đám cưới cho một cặp. Thì cái anh này anh cưới một người vợ Hàn Quốc. Thì anh là lớn lên ở đây cho nên bạn của anh là đa số là người Mỹ. Thì mấy người Mỹ họ vô họ dự cái lễ cưới đó, mà cái lễ cưới là làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Anh hết. Thì sau khi giảng xong thì mấy người Mỹ tới: cho tôi xin cái cuốn này được không? Cái cuốn nghi thức làm đám cưới á. Trong này có những cái lời rất là hay. Rồi nói: tôi cảm ơn thầy, hồi nãy những cái lời thầy giảng very touch. Tại vì Pháp Hòa giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Tại sao chiếc nhẫn có cái hình tròn? Tại sao được gọi là nhẫn? Mình giải thích ra cho họ nghe. Và trước khi nó đám cưới, nó phải lại bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bà con quyến thuộc và ơn mọi loài chúng sanh. Quá thiết thực. Trước khi con lập gia đình, con trở thành, con có một mái gia đình riêng, thì con hãy nhớ ơn đến cha mẹ, người đã sanh thành dưỡng dục ra mình,
nói cái đạo lý ân nghĩa, rồi qua tới đạo tình thầy trò, những người đã dạy cho nó chữ nghĩa, nó mỗi đứa nó lạy xuống, rồi sau đó vợ chồng nó xoay lại, nó lạy nhau. Đó gọi là gì? Tương kính như tân. Theo truyền thống của người Việt, vợ chồng phải quý trọng nhau như người khách. Còn bây giờ mình không có đem vô này, nó đem ra mấy cái park, mấy cái ho nó làm đó, nó không có lại xá về nhau, bởi vì về nhà nó có thể nó khinh thường nhau, nó chửi bới nhau, thành thử ra tại sao không được. Người chết người ta nằm đó mà còn lợi tụng biểu ta nghe mà. Trời ơi, cái lợi vong hồn ơi, hỡi vong hồn. Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Nếu mà ông đó ngồi dậy tỉnh rồi. Dám đứng đó tụng nữa không? Trời ơi, còn cái này hai đứa trẻ nó lên chùa nó xin thầy vì con mà giảng đạo lý cho con nghe. Một tâm hồn nó còn sống nó hướng thượng như vậy, tại sao chúng ta không chịu? Mà chẳng lẽ chúng ta không thích con cái chúng ta hướng thượng à, hướng thiện à, hướng giải thoát à? Mà cái đứa nào mà tâm nó còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, nghĩa là nó hướng giáo pháp. Bởi vì giáo pháp của Phật có ba công năng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà một tâm chúng sanh nó còn hướng thượng, hướng thiện thì mình phải phát tâm trợ duyên chứ, tại sao lại cản trở? Và quy định rằng chùa chỉ để làm đám ma, cúng người chết. Đạo Phật độ sanh, độ tử, mà độ sanh quan trọng hơn độ tử nữa. Bởi vì người còn sống mà họ nghe thẩm thấu được đạo lý, họ lo họ tu hành, họ chuyển hóa nghiệp lực của họ, đến khi họ có mất đi, lỡ mình không có tụng, họ vẫn siêu như thường. Họ siêu theo cái nghiệp tốt của họ. Còn nếu mình có tụng là trợ duyên thêm thôi. Rồi bây giờ nếu mà đi độ cho người mất á, người mất chỉ là phương tiện để tới tụng, mà chính là tụng cho người còn quỳ đó đó. Bình thường biểu nó quỳ nó đâu có quỳ. Bữa nay nhà nó có chuyện, nó biểu nó quỳ nhiêu nó cũng quỳ hết á. Cho nên mình nó quỳ đó để làm chi? Nó nghe. Mà nếu họ nghe được, họ phát tâm, họ tu được là mình thành công. Độ tử là độ sanh. Cuối cùng độ sanh vẫn quan trọng. Độ tử là phương tiện. Bây giờ nếu mà không có cúng thất, làm xong cái đám tang thì sao? Thầy đi đường con, thầy đi đường thầy, con đi đường con. Giờ nhờ cúng thất nó còn kéo nhau được về 7 tuần nữa. Có cơ hội thuyết tiếp, tụng kinh tiếp, thuyết pháp tiếp. Biết đâu chừng sau 7 tuần làm Phật tử luôn sao? Đấy, đây thiếu gì? Nhờ những người chết chân mất trong nhà mà có mới đi chùa. Phải không? À, cho nên còn cái chuyện á, mình không có bắt chước ai hết á. Mình không có bắt chước ai hết á, tại vì hễ mà bắt chước là của người ta chứ không phải của mình. Chúng ta cái lễ đám cưới của nhà chùa rất trang nghiêm, nhẹ nhàng, đơn giản mà đầy ý nghĩa. Tùy theo cái vị trụ trì chủ lễ linh động uyển chuyển cái buổi lễ thành hôn đó một cách trang nghiêm, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Thôi thì tối hôm nay về thăm thiền viện Minh Quang, Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua những câu hỏi của quý vị. Thì mong rằng đại chúng được niềm vui trong tối hôm nay. A Di Đà Phật. Thôi thì cả ngày hôm nay đại chúng cũng gặp Pháp Hòa từ sáng đến tối rồi. Có một số đi làm về mới được gặp. Thì nãy giờ Pháp Hòa cũng cúng dường đại chúng rồi, giờ cúng thêm cái nữa cho nó xong. Thì xin cúng dường đại chúng bài Lý Ngồi Thiền. Ngồi thiền trên tảng đá xanh,
đông muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gần sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mày câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biệt đâu lôi về. Hồn ơi thân tình cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mái chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ sông cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ sông cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện